Trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước đạt 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó ngành tôm chiếm gần 50%. Dù vậy, mức tăng trưởng 7% của mặt hàng này được cho là khiêm tốn khi phải đối mặt với tình trạng thiếu nguyên liệu. Sản lượng tôm mỗi năm của Sóc Trăng chiếm hơn 20% tổng sản lượng tôm của cả nước và đóng góp hơn 10% vào kim ngạch xuất khẩu tôm hàng năm của Việt Nam. Để góp phần giữ vững đà tăng trưởng trước nguy cơ thiếu nguyên liệu, nhiều giải pháp đồng bộ đã và đang được ngành nông nghiệp tỉnh triển khai. Trước mắt là bảo vệ an toàn cho diện tích tôm còn lại trên đồng. Nếu như giai đoạn đầu vụ, tình hình nuôi tôm của hợp tác xã Toàn Thắng thuộc xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu diễn ra khá thuận lợi, thì đến nay diễn biến bất lợi từ thời tiết như độ mặn thấp, mưa nhiều và liên tục đã khiến nhiều diện tích nuôi ghi nhận tình trạng thiệt hại xảy ra do bệnh phân trắng và gan tụy. Đến nay, toàn hợp tác xã đã thả nuôi được 80% diện tích, 20% còn lại vẫn đang được các thành viên thận trọng thả nuôi theo hình thức thăm dò để hạn chế thiệt hại xảy ra do dịch bệnh. Bên cạnh đó, quy trình nuôi tôm theo chuẩn AST hiện vẫn đang được nhiều thành viên áp dụng nhằm quản lý tốt các rủi ro phát sinh do dịch bệnh, đảm bảo sản lượng tôm nguyên liệu sạch, chất lượng cung ứng cho doanh nghiệp theo hợp đồng đã được ký kết. Đến thời điểm này thì cái diện tích của hợp tác xã đó đã thả là được 121 hectare. Thì sản lượng đến thời điểm này, đến 6 tháng đầu năm thì nó khoảng là tròn khoảng 250 tấn. Trong hội đồng chị cũng khuyến cáo bà con là phải thận trọng việc thả tôm và cải tạo ao cho kỹ để mà tránh cái rủi ro cho cái mùa vụ tiếp theo. Bằng mọi cách là trong hội đồng quản trị là bàn và tuyên truyền hình như bằng mọi cách làm sao để cuối năm nay là cái sản lượng của hợp tác xã phải đạt cái kế hoạch của nghị quyết đại hội đưa ra. Sóc Trăng hiện có khoảng 40.000 cơ sở nuôi tôm tập trung tại các địa bàn trọng điểm như Mỹ Xuyên, Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu. Ngoài diện tích sản xuất trong dân, trong số này còn có các khu nuôi tập trung của nhiều doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh sản lượng tôm được thu mua từ các hợp tác xã tổ hợp tác để đảm bảo nguồn tôm nguyên liệu phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty, nhiều doanh nghiệp đã có sự đầu tư hệ thống ao nuôi bài bản, chủ động trong việc điều tiết mật độ nuôi, từ đó giảm áp lực dịch bệnh, giúp tôm phát triển tốt. Hiện nay thì có thể nói là Sóc Trăng, một vài doanh nghiệp lớn Sóc Trăng có một cái vùng nuôi theo tôi đánh giá, theo kinh nghiệm của tôi thì cực kỳ phát triển. Họ là nuôi công nghệ cao, áp dụng những cái coi như là đem tri thức vào việc mà nuôi tôm và quản lý các cái trang trại nuôi tôm, đã tạo được một cái vùng nuôi vững chắc cũng như là đạt được cái năng suất và hiệu quả rất là cao. Đó là một cái lợi thế rất là lớn của các doanh nghiệp Sóc Trăng. Tính đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã thả nuôi hơn 58.000 hecta tôm, diện tích tôm nuôi thiệt hại là 2.103 hecta, cao hơn 226,2% so cùng kỳ. Bên cạnh sự nỗ lực của các hộ nuôi và doanh nghiệp, ngành nông nghiệp Sóc Trăng cũng đang tích cực vào cuộc, thành lập đường dây nóng theo từng vùng nuôi cụ thể để kịp thời tiếp nhận thông tin về diễn biến dịch bệnh xảy ra trên tôm nước lợ, cảnh báo và hỗ trợ hộ nuôi các giải pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ hiệu quả diện tích tôm còn lại trên đồng. Thì hiện nay ngành đang tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cũng như là phối hợp với các địa phương để tăng cường các cái giải pháp. Trong đó thì các giải pháp là tuyên truyền để làm sao những cái thông tin về cái diễn biến thời tiết cũng như là tăng cường cái công tác quan trắc môi trường và giám sát dịch bệnh ở các chuồng nuôi để làm sao mà giúp cho bà con chủ động trong công tác ứng phó và cái phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm trên tôm. Và song song đó thì tăng cường các cái cuộc hội nghị hội thảo về các cái chuyên đề để mà chúng ta có những giải pháp để mà ứng phó với những cái dịch bệnh. Thì ngành nông nghiệp cố gắng làm sao mà chủ động các giải pháp để có một cái vụ tôm hạn chế thấp nhất cái thiệt hại trong cái năm 2022 để đảm bảo cái mục tiêu đề ra. Sóc Trăng là địa phương 2 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tôm. Trong 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu tôm tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn tỉnh trong giai đoạn phục hồi hậu Covid-19, khi chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản toàn tỉnh. Với sự đồng lòng cao từ hộ nuôi, doanh nghiệp cũng như nhiều giải pháp đồng bộ được cơ quan chuyên môn tập trung triển khai quyết liệt, ngành tôm Sóc Trăng nhiều kỳ vọng sẽ đạt sản lượng tôm nuôi trên 196.000 tấn theo mục tiêu đề ra, tiếp tục dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu trong một vụ nuôi với nhiều khó khăn trở ngại từ yếu tố thời tiết và rủi ro dịch bệnh.